Các bạn thân mến, trên hình ảnh các bạn là mô hình của anh em chúng tôi đang úm con đà điểu con. Thì với cái kích thước và cái dáng dấp như thế này thì các bạn có thể thấy là con đà điểu đã được nở ra được khoảng 1 tháng tuổi và đã được tiêm và cho uống phòng những cái bệnh cơ bản. Thì con đà điểu này thì hiện giờ nó đang ăn cám úm gà. Và cái trọng thể của nó thì dao động từ 2 cân rưỡi đến 3 cân. Về cơ sở của anh em chúng tôi là thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn có thể liên hệ đến anh em giao dịch bán hàng trực tuyến ở trên mạng, hoặc là các bạn đến tận cơ sở để có tham quan cũng như là mua hàng luôn qua cái số điện thoại là 01 63 53 05982, và cái số tài khoản để các cơ quan cá thể mua hàng giao dịch sau khi mà chuyển khoản cho bên mình với cái số tài khoản là 2210205156681, ngân hàng Agribank chi nhánh Ba Vì, chủ tài khoản là Vũ Văn Thao. Các bạn có thể là chuyển khoản hoặc là qua cái điện thoại anh em thống nhất thì bên mình có thể là theo như cái thỏa thuận về ngày tuổi cũng như trọng thể, anh em sẽ chuyển hàng đến tận nơi cho các bạn ở các tỉnh. Kính thưa các bạn, thì ở đặc sản tại cái quê hương xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, ngoài miền Bắc, thì chúng tôi cũng vinh dự là được gần cái cơ quan trực thuộc duy nhất là cơ quan ở trại đà điểu Thụy Phương thuộc miền Bắc, là trại đà điểu duy nhất đã theo cái dự án là đã phát triển con đà điểu. Hiện giờ là bà con tại địa phương cũng đã nhân giống, và một số những cái người đã có quỹ đất cũng như có vốn đã bóc tách phát triển nó rất là tốt, từ những cái sản phẩm từ giò, trứng, thịt, da, lông và xương, rồi thì những cái sản phẩm thịt là đóng hộp thịt sấy thì cũng đã được phát triển từ con đà điểu. Thì thịt đà điểu thì nó cũng cái hàm lượng protein là rất là cao, nó đỏ như thịt bò ấy. Ăn thì nó cũng dễ ăn, và đặc biệt là những cái bộ mề, bộ gân, bộ cánh ăn rất là ngon. Thì mình hy vọng rằng sẽ được giao lưu, phân phối và bán hàng cũng như là được tư vấn những cái hiểu biết, những cái thuộc tính và những cái tập tính của con đà điểu, ăn gì, ở ra làm sao, nhiệt độ như thế nào, phân phối cho anh em trên khắp toàn thể miền Bắc và những cái vùng xa hơn. Thì với cái con đà điểu giống thì nó sẽ dao động từ trên dưới 2 triệu tùy vào cái cơ sở, và cũng tùy vào cái trọng thể cũng như tùy vào cái ngày tuổi. Có những cơ sở họ cẩn thận thì họ cũng đã tiêm phòng, tiêm cho uống thuốc đầy đủ, thì cái độ rủi ro của người mua về nuôi và nó sẽ không có những cái việc thất thoát về đầu con. Trên tinh thần đó, mình hy vọng rằng tất cả các cơ quan, đoàn thể, cá nhân ai có nhu cầu nhân giống cũng như là phát triển con đà điểu, xin hãy liên hệ vào số hotline là 0163 5305982 để được tư vấn và được hiểu thêm về con đà điểu, và cái việc mua bán nó cũng sẽ thuận lợi cho cả hai bên. Một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị, các bạn xem kênh video của mình một sức khỏe, một sự may mắn, một sự thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Hy vọng là các bạn sẽ đăng ký kênh và có những comment, những ý kiến đóng góp ở trên mạng. Bên mình sẽ hứa sẽ trả lời một cách chân thành và đầy đủ nhất để các bạn đăng ký, để các bạn đón nhận được những video mới cũng như cái động lực để cho bên mình sẽ đưa lên những cái đặc sản từ một vùng quê là núi Ba Vì, thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt. Nó như ngỗng. To lắm, đi à, rồi con miệng rồi.
Phải có camera này, làm lớn như kiểu thế. Các bạn thân mến, đây là chuồng úm đà điểu con. Thì, quý vị có bạn mua đà điểu liên hệ 0163 5305 982 để được hỗ trợ tốt nhất. Bên mình thì là duy nhất ở ngoài Ba Vì là úm đà điểu và bán giống rất là rẻ, phân phối cho các bạn ở tỉnh. Mình có thể chuyển qua xe, các bạn chuyển khoản cho mình sau. Anh à? Đâu? Alo, đây rồi. Rồi rồi. Vâng, đây em điện đây mà. Ờ, thế là tình hình này anh nhá. Thì em bắt hai con có được không anh? Bắt hai con à? Vâng, là cái loại một tháng hay là nãy anh bảo bao nhiêu tiền nhỉ? Loại 2,2 triệu. 2,2 triệu à? Thế 2,1 triệu không được anh? Không, không, thì bán đây có mà cả bao giờ. Thế này nhá, thì bác bố trí ngày bác gửi cho em đi nhá. Bắt đầu là bác cứ gửi lên lúc nào là tiền gửi về lúc bấy giờ. Còn có mấy triệu, hơn 4 triệu bạc thì cần gì phải gửi làm hai lượt. Đấy thì chủ yếu là em với con hàng thôi mà, không phải lo, nhà em là ở gần công ty chè gọi là Đài Loan thôi mà. Du lịch qua chè này. Rồi, 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 rồi. Có nghĩa là bác cứ gửi lên tiền gửi về đàng hoàng, không rồi, phải lịch sự. Anh em không phải nghĩ ngợi có hơn 4 triệu bạc làm cái gì. Okay. Còn không muốn phải gọi là gửi 1-2 lần tiền làm cái gì, đây làm ăn lịch sự đâu. Không phải no đâu. Nhá, thì bác cứ gửi cho em hai con đực nhá. Hai con đi. Thì này bác, hai con đực mà bác chọn cho em chuẩn chuẩn đẹp đẹp tí nhá. Rồi. Vâng, thì là bác cứ gửi lên bác điện cho em xong là em báo cái chỗ để xuống ấy nhá. Rồi. Thì nhà em cũng ra tiện nhưng mà nhà em gần đấy thì là bác cứ cho luôn số tài khoản, em nhận được hàng em gửi luôn tài khoản luôn vì nhà em giáp cái chỗ quỹ tín dụng đây mà. Rồi, em gửi luôn cho bác nhá. Rồi. Thì là cứ bố trí ngày gửi đi mà bác gửi là gửi gửi xe đêm hay là gửi xe ngày? Gửi xe ngày, xe ngày ừ. Đóng thùng đầy đủ. Xe ngày thì tầm 2-3 giờ nó lên đến đây là em cũng vừa kịp ra em lấy hàng này em gửi rồi, tiền cho bác. Rồi, nhất trí. Bố trí ngày gửi nhá. Rồi. Hôm nay thì chưa gửi được luôn đâu, hôm mai. Cứ ngày mai hoặc ngày nào đúng bác gửi, bác cứ alo cho em, bác tắt em cho địa chỉ nhá. Chỗ xuống nhá. Gửi về đâu nhỉ? Địa chỉ như nào nhỉ? Đọc qua địa chỉ. Em ở Mộc Châu Sơn A. Mộc Châu Sơn A, số điện thoại này. Bác cứ bảo mới lái xe là xuống ở ngay chỗ nhà nghỉ Trường Giang của Mộc Châu Sơn A. Nhà nghỉ Trường Giang Mộc Châu Sơn A là gì? Vâng, đấy. Thì là của em, từ em ra đấy là mấy cây thôi mà, 2 cây thôi mà. Nó gần cái bến xe nào, gần cái đơn vị nào nó dễ ấy? Bến xe Mộc Châu. Rồi, ok. Nhưng mà bến xe Mộc Châu của em thì lên đấy thì nó xa quá. Bọn em hay đón ở Trường Giang. Đón ngay Trường Giang thì bọn em ra là lấy hàng. Gọi là nhà nghỉ Mộc Châu đi. Không, nhà nghỉ Trường Giang. Nhà nghỉ Trường Giang, rồi. Vâng, bến xe thì nó xa quá, bến xe mình em lên còn 5-6 cây nữa cơ. Rồi. Và cái xe bên đây, cái xe này nó đi qua thì phải đỗ ở chỗ đấy, nó đón khách mà. Rồi. Thì là bác gửi luôn đấy cho em nhá. Rồi, ok. Và rồi nhá. Cầm trong chuồng.